Đây các bác, nhiều bác hỏi cái cây mú tùn ấy, tức là trước mình có bán cái thân cây mú tùn để các bác ngâm rượu ấy. Thì bác bảo là cái lá nó như nào mà sao nó mạnh thế. Thì đây cho các bác xem lá này. Là cây mú tùn này, nó nhỏ nhỏ gần kiểu lá khế các bác. Đó. Mú tùn này có mấy loại nhá. Thì đây cũng là một loại này. Cái lá nó như này này các bác này. Đây ạ. Cái mú tùn là một trong những cái cây chủ lực trong bài thuốc trị sinh lý. Bị xuất sớm hay là khó cương ấy, hay những cái chứng mà bị rối loạn cương dương, suy giãn ham muốn ấy, thì đây là nó phải có cái vị mú tùn này này. Thì đây là cái phần lá nhé, đây, cái phần lá cái mú tùn này đó. Thứ hai nữa là đây cái phần thân này. Cái mú tùn nó là một dạng, một loại cây thân leo hóa gỗ các bác nhé, thân leo hóa gỗ. Đây, mặc dù nó leo lên những cái thân cây khác nhưng mà nó lại mang cho mình cái thân là thân gỗ. Và đây, đây là cái phần sắc gốc rễ này. Nó rất đỏ như này các bác nhé. Đó, nó rất là đỏ. Đấy. Mà khi các bác dùng thì thông thường theo kinh nghiệm của các cụ ở vùng cao truyền lại cho những người làm thuốc như chúng tôi thì ta lấy cái thân và rễ. Đấy, lấy về sau đó thì sẽ cắt từng đoạn như này. Hoặc là không các bác thái lát phơi khô cũng được. Các bác cho vào ngâm với rượu. Đấy, ngâm rượu một thời gian là khoảng 1 đến 2 tháng là các bác sử dụng cùng bữa ăn. Mỗi bữa là khoảng 1 ly 20 đến 30 ml. Đấy, thì là nó sẽ giúp cường tráng sức khỏe. Đấy, cải thiện rõ rệt về cái tình trạng yếu. Và nó giúp tốt cho cái hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ ngon, phục hồi sức khỏe. Rồi là giảm đau lưng mỏi gối, mạnh gân cốt. Đấy, cây mú tùn này nó đem lại tác dụng rất tuyệt vời đối với sức khỏe của anh em là đấm ma mày râu. Ngoài ra những người mà có hệ tiêu hóa kém thì các bác cũng sử dụng cái cây mú tùn này. Đấy, thì nó sẽ giúp ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân các bác nhé. Đấy, cây mú tùn. Đây là cái lá các bác đi rừng, các bác lưu ý để các bác đi rừng nếu mà thấy các bác sẽ dễ nhận dạng hơn trong tự nhiên thì các bác lấy. Đấy, sau đây thì A Xỉa xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.